kết quả thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của Reuters, Ipsos, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang gia tăng khoảng cách với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong một số nhóm cử tri. Với kết quả chung thì 45% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ bà Harris, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 41%. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang giành được sự ủng hộ từ các cử tri nữ và người gốc Tây Ban Nha với tỷ lệ ủng hộ lên tới 49%. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri nữ và người gốc Tây Ban Nha ủng hộ ông Trump chỉ là 36%. Tôi nghĩ điều quan trọng thúc đẩy những người phụ nữ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris chắc chắn là các vấn đề về quyền sinh sản. Chính điều này đã thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu cho một người thẳng thắn ủng hộ những gì họ nghĩ là quan trọng nhất. Tuy nhiên, ông Trump vẫn dẫn trước trong nhóm cử tri da trắng và nam giới, mặc dù khoảng cách dẫn trước của ông trong nhóm cử tri không có bằng đại học đã bị thu hẹp. Những con số này cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng đã bị xáo trộn không ít trong suốt mùa hè. Sau khi Tổng thống Joe Biden khép lại chiến dịch tranh cử, bà Harris đã dần giành được lợi thế trước ông Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc và tại những tiểu bang quan trọng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng bác bỏ thông tin ông biết giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov có kế hoạch tới Paris hay là có vai trò trong việc huy động cảnh sát bắt giữ được Durov ngay tại sân bay. Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov bị bắt ở sân bay Le Bourget, Đông Bắc Paris vào cuối tuần trước. Khi bị bắt, ông Durov nói có kế hoạch ăn tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Pháp đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tôi hoàn toàn không biết gì hết về thông tin ông Durov đáp chuyến bay tới Pháp. Điều này là bình thường vì tôi không giám sát hoạt động xuất nhập cảnh của ai cả, bất kể ai có quốc tịch Pháp hay không. Thông tin tôi mời Durov ăn tối cũng hoàn toàn không chính xác. Tôi không có kế hoạch gặp Durov vào hôm đó hoặc sau đó. Trước đó, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Macron từng ăn trưa với CEO Telegram vào năm 2018. Ông Macron còn được cho là gặp CEO Telegram vài lần trước khi ông Durov được Pháp cấp quốc tịch vào năm 2021. Hôm 28 tháng 8, toàn Pháp đã thông báo truy tố ông Durov. CEO Telegram được tại ngoại sau khi nộp 5 triệu euro tiền bảo lãnh, nhưng bị cấm rời khỏi Pháp và phải trình diện cảnh sát ở Paris 2 lần một tuần. Liên minh chính phủ tại Đức vừa nhất trí thắt chặt luật kiểm soát vũ khí và di cư sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương ở thành phố Solingen phía tây nước này. Theo dự luật mới được đề xuất, chính phủ Đức sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn việc mang dao ở nơi công cộng, tăng thêm thẩm quyền cho lực lượng an ninh và hạn chế phúc lợi dành cho người xin tị nạn trong những trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ đưa ra lệnh cấm chung đối với việc sử dụng dao bấm và cũng làm rõ những quy định cấm một số cá nhân sở hữu vũ khí. Bên cạnh đó, để chống lại những kẻ cực đoan, chúng ta cũng cần những cơ quan an ninh mạnh mẽ với các quyền hạn bổ sung. Nghi phạm của vụ tấn công bằng dao xảy ra tối 23 tháng 8 tại thành phố Solingen được xác định là một người đàn ông Syria 26 tuổi. Đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Vụ tấn công đã làm dấy lên cuộc tranh luận về siết chặt các quy định trục xuất người tị nạn. Dự kiến tuần tới, dự luật sẽ được thảo luận với đại diện các bang và các đảng đối lập lớn nhất tại Đức, trong đó có Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã đạt được nhất trí về 3 lệnh tạm ngừng bắn riêng rẽ để tạo điều kiện tiêm vaccine ngừa bại liệt cho khoảng 640.000 trẻ em tại Dải Gaza. Lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, trong đó 3 ngày đầu tiên sẽ ở miền Trung, 3 ngày tiếp theo ở miền Nam và 3 ngày cuối cùng ở miền Bắc Gaza. Các bên cũng nhất trí có thể kéo dài lệnh ngừng giao tranh nhân đạo ở mỗi khu vực thêm 1 ngày nếu cần thiết. Việc tiêm chủng sẽ diễn ra từ 6 giờ sáng đến 15 giờ hàng ngày, tương đương với thời hạn hiệu lực của lệnh ngừng bắn trong ngày. Chúng tôi đã nhận được cam kết sơ bộ về các chính sách nhân đạo cụ thể cho từng khu vực trong suốt chiến dịch. Điều này là đáng hoan nghênh. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tạm dừng cuộc chiến để trẻ em và gia đình của các em có thể tiếp cận an toàn với các cơ sở y tế và nhân viên cộng đồng, cũng như để các em được tiêm vaccine bại liệt. Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức nhân đạo trước đó cảnh báo hàng trăm nghìn trẻ em tại Gaza sẽ phải đối mặt với dịch bệnh bại liệt nguy cấp nếu như vaccine ngăn ngừa không đến kịp. Hiện tại, hơn 1,2 triệu vaccine bại liệt dạng uống đã đến Dải Gaza và dự kiến sẽ có thêm hàng triệu liều nữa trong những ngày tới. Mục tiêu là hoàn thành phân phối cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi trong những ngày tới. Còn tại bờ Tây, phần lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Palestine, thì quân đội Israel vẫn đang tiếp tục các hoạt động quân sự mà nước này khẳng định là để tiêu diệt các thành phần khủng bố. Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt được một chỉ huy của phong trào Hồi giáo Jihad do Iran hậu thuẫn ở bờ Tây và 4 chiến binh khác trong một cuộc đấu súng ở Tulkarm. Trước đó, Palestine cho biết chiến dịch của quân đội Israel cũng đã khiến ít nhất là 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng nhất tại bờ Tây trong nhiều năm qua. Các nguồn tin quân sự cho biết chiến dịch đột kích này của Israel có thể kéo dài vài ngày. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh vừa xác nhận các thùng dầu thô trên tàu Sounion vẫn còn nguyên vẹn sau khi mà bị lực lượng Houthi tấn công hôm 21 tháng 8 ngoài khơi Yemen. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ một thảm họa sinh thái lớn nếu như hoạt động cứu hộ không thể diễn ra. Tàu Sounion chở theo khoảng 1 triệu thùng dầu thô và trôi dạt mất kiểm soát trên biển từ sau khi trúng hỏa lực hạng nhẹ của Houthi hôm 21 tháng 8 ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Thủy thủ đoàn trên Sounion đã rời tàu. Trên tàu Sounion có 1 triệu thùng dầu thô. Những thùng dầu đó vẫn còn nguyên vẹn ngay lúc này. Tuy nhiên, bản thân con tàu đang rò rỉ một ít dầu từ nơi nó bị tấn công. Các đám cháy vẫn diễn ra và chưa được dập tắt vì Houthi đang đe dọa tấn công bất kỳ nỗ lực cứu hộ nào. Vì vậy, những đám cháy đó có khả năng lan rộng đến các thùng dầu. Sau đó, rõ ràng 1 triệu thùng dầu thô sẽ bị rò rỉ ra biển đỏ, phá hủy các hệ sinh thái lớn và gây ra thảm họa môi trường. Các chuyên gia môi trường ước tính, nếu 1 triệu thùng dầu bị tràn ra Biển Đỏ, thì quy mô thảm họa sẽ gấp 4 lần quy mô sự cố tràn dầu Exxon Valdez năm 1989 tại vùng biển Alaska. Liên minh châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách châu Âu và các nước láng giềng để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng môi trường thảm khốc. Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, một quan chức Mỹ vừa cho biết là một trong những tiêm kích F-16 mà Ukraine nhận được đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn. Theo đó, chiếc F-16 của Ukraine không bị hỏa lực của Nga bắn hạ nhưng đã bị rơi trong lúc các lực lượng Moscow triển khai tấn công quy mô lớn vào ngày 26 tháng 8. Vụ tai nạn có thể là do lỗi của phi công Ukraine. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiêm kích F-16 đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8. Theo truyền thông, thì cho đến nay chỉ có 10 chiếc F-16 đã được bàn giao cho Kiev. Trong buổi tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ với Mỹ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Bắc Kinh sẽ duy trì nỗ lực thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trong thế giới đầy biến động và thay đổi như hiện nay, các quốc gia cần đoàn kết và hợp tác thay vì chia rẽ hay đối đầu. Mặc dù tình hình của hai nước và mối quan hệ Trung-Mỹ đã có những thay đổi lớn, nhưng cam kết của Trung Quốc đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của mối quan hệ song phương vẫn không thay đổi. Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng khẳng định Tổng thống Biden cam kết quản lý có trách nhiệm mối quan hệ quan trọng này để đảm bảo cạnh tranh không đi chệch hướng thành xung đột hoặc đối đầu. Chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ được xem là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm duy trì ổn định trong quan hệ với Trung Quốc để tập trung cho bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 2016.